Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 3 tháng 2 năm 2016, thứ tư tuần thứ tư mùa thường niên. Bài đọc hôm nay có tên là Quê quán của người. Lời Chúa trong sách Marco chương số 6 câu 1 đến 6. Khi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đổi ngạc nhiên. Họ nói, bởi đâu ông này được như thế? Ông được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Jose, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Lời suy niệm. Chẳng rõ Đức Giêsu đã xa gia đình, xa ngôi làng Nazareth bao lâu rồi. Nhưng hôm nay Ngài lại trở về với hội đường của làng vào ngày Sa-bát. Dù sao Ngài đã có danh tiếng trước đám đông, lại có môn đệ đi theo. Trở về với hội đường thân quen, Ngài được mời đọc sách thánh và giảng dạy. Nghe lời Ngài giảng, nhiều người sửng sốt ngỡ ngàng. Bởi đâu ông này được như thế? Ông được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Những câu hỏi cho thấy người dân Nazareth nhìn nhận sự khôn ngoan trong lời giảng và quyền năng trong việc làm mà họ bắt gặp nơi con người ông Giêsu, người cùng làng với họ. Chỉ có điều là họ không nghĩ ra nguồn gốc của những chuyện đó. Tại sao họ lại không coi Đức Giêsu là người của Thiên Chúa và coi Thiên Chúa là nguồn gốc mọi khả năng lạ lùng của Ngài? Câu trả lời là vì người dân làng đã quá quen với ông Giêsu. Họ tự hào biết rõ về nghề nghiệp của ông, một bác thợ. Họ tự hào biết rất rõ về họ hàng ruột thịt, mẹ và anh chị em của ông. Những người họ có thể kể tên, những người đang là bà con lối xóm với họ. Họ cũng biết rõ quãng đời thơ ấu và trưởng thành của ông Giêsu. Chính cái biết này đã ngăn cản, khiến họ không thể tin ông Giêsu là một ngôn sứ. Hay đúng hơn, chính vì họ có một hình ảnh rất cao cả về một ngôn sứ, nên quá khứ bình thường của Đức Giêsu khiến họ không thể tin được. Người dân Nazareth đã không ngờ mình có người làng cao trọng đến thế. Một ngôn sứ, một đấng Kitô, một Thiên Chúa làm người ở với họ. Và họ cũng không ngờ sự cao trọng đó lại được gói trong lớp áo tầm thường. Không ngờ Đức Giêsu sẽ là người làm cho cả thế giới biết đến Nazareth. Làm thế nào chúng ta tránh được sai lầm của người Nazareth xưa? Cần tập nhận ra Chúa đến với mình trong cái bình thường của cuộc sống. Cần thấy Chúa nơi những người tầm thường mà ta quen gặp mỗi ngày. Lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, dân làng Nazareth đã không tin Chúa, vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự. Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa, chỉ vì Chúa sống như một con người. Cũng có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới hình bóng mong manh, nơi một linh mục yếu đuối trong một hội thánh còn nhiều bất toàn. Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho chúng con, để khiêm tốn thấy Ngài, tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống.
Amen.